Xin chào các bạn. Hôm nay mình quay mình bán mảnh đất ở bên phường Phúc Lợi, quận Long Biên các bạn nhé. Đây là đường D này các bạn này. Bên kia là mấy tòa Ruby của bác Vượng nhá. Cách Ruby của bác Vượng khoảng 300m thôi các bạn ạ. Bây giờ mình đang ở chân D. Bây giờ bắt đầu mình sẽ đi vào nhà các bạn nhá. Rồi, ở dưới dốc đây các bạn nhớ nhá. Địa chỉ này. Số vào ngõ 279/68 tổ 7 Phúc Lợi các bạn nhá. Mình sẽ đi tiếp nha các bạn nhá. Có cây dừa chỗ số 2 ngõ 279/68 tổ 7 Phúc Lợi các bạn rẽ trái nhá. Đường ô tô rất là to các bạn nhá. Tổ đỗ nha các bạn nhá. Gần tới nơi rồi các bạn ạ. Đó, nó nằm ở vị trí này. Đây các bạn nhé. Mình sẽ đứng lại quay cho các bạn xem này. Đó. Đây các bạn ạ. Đó. Chiều rộng 13m này. Đó. Chiều dài là hơn 22m các bạn nhé. Sổ đỏ chính chủ luôn. Đó. Phù hợp. Khu này mình nghĩ phù hợp mà xây cho thuê phòng trọ thì hợp lý. Giá cũng mềm thôi các bạn ạ. Mình nói thẳng giá bán luôn nhá, 35 triệu trên mét vuông. Đây các bạn thấy không? Đây mình sẽ đi quay toàn cảnh này. Đây ngõ còn thông các bạn nhá. Các bạn có nhu cầu đầu tư thì liên hệ số điện thoại của mình 0988 587 603. Mình sẽ để số điện thoại ở dưới phần mô tả các bạn nhé. 35 triệu trên mét các bạn ạ. Cực kỳ rẻ luôn. Các bạn có nhu cầu liên hệ ngay với mình nhé. Ba mươi lăm triệu cho một mét các bạn nhá. Mình không nói thách, nói đúng giá thị trường luôn, không qua môi giới gì cả. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại một ngày gần nhất.